Hello chị, chào mọi người nhá. Mọi người ơi, chúc mọi người một ngày mới vui nhà bé nhá. Mình vui quá, mình nói líu rồi mọi người. Đây, mọi người nhìn thấy gì chưa? Đây có một cái đĩa. Em quay ngược. À, ngược rồi mọi người. Đây, đây có một cái đĩa. Là mình lên mình thấy là mình quay luôn cho mọi người xem. Cái đĩa này có chuyện nhá mọi người nhá. Đây mọi người nhìn nó đây, cái chuyện của nó đây. Đấy, trông rất là đẹp luôn. Đấy, để mình quay mặt sau cho mọi người xem này. Đó, đây mọi người, mặt sau nó đây. Cái đĩa tuổi đời này mấy trăm năm rồi mọi người nhá, rất là lâu đời rồi, nó không có chuyện đằng sau, nó chỉ có một cái chuyện đằng trước thôi. Mọi người ai mà muốn mua cái đĩa này thì mọi người cứ liên lạc với mình nhá, thông tin liên lạc mình để ở phần mô tả mọi người nhá. Thôi mình xin chào mọi người nhá.